sẵn sàng đánh thẳng vào phía bờ trong và cho họ biết chúng ta là ai. Chiến đấu một lần và một lần duy nhất nữa mà thôi. Và ngày hôm nay, cuộc chiến đó sẽ phải kết thúc và chiến thắng là của chúng ta. Hôm nay, chúng ta phải cho họ biết chúng ta là lực lượng cuộc kháng chiến mạnh mẽ nhất, anh em ơi. Tất cả anh em theo tôi. Theo tôi thôi nào. I'm not going to tolerate it on. We will fight for our freedom. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu mà Hiếu Nguyễn được chơi với một cái hạt ở đẳng cấp level 20. Và sát cánh ngay lúc này và chúng ta sẽ là một người em rất tuyệt vời đang chơi với một cái hạt ở đẳng cấp level 21 nha. Với một cái bản đồ có hai đường biển ở hai bên như thế này, Hiếu Nguyễn và cả đồng minh sẽ cần phải tăng cường triển khai các đơn vị hải quân để sẵn sàng trinh sát và chiếm lấy được các thùng tàu nguyên ở trên biển, và đồng thời là đối kháng lại với các đơn vị tàu Delta. Một trong những cái bản đồ rất khó chịu qua đây bầy. Có rất nhiều các thùng tàu nguyên ở khắp mọi nơi. Và các đơn vị tàu Cano Cây Bình cũng đã bắt đầu được triển khai ra phía bên ngoài rồi. Cố gắng chiếm lấy tàu nguyên thôi nào. Đụng độ với Delta. Đây rồi. Hiếu Nguyễn cũng đã ngay lập tức triển khai thêm những quả thủy lôi, nhưng ngay sau đó chúng ta buộc phải rút lui vì Delta đã xuất hiện rất đông rồi. Sẽ có hai thùng tàu nguyên lớn ở lúc này anh em. Delta là một trong những đơn vị hải quân level 1 có thể nói là có độ cơ động rất cao, vừa có khả năng di chuyển ở dưới nước và leo lên trên bờ. Ngay lập tức thì em trai cũng đã bắt đầu triển khai được hai tháp chống hạm đầu tiên, và chúng ta cũng đang bắt đầu tăng cường triển khai các đơn vị tàu hải quân level 2, đó là Alligator. Delta bắt đầu leo lên trên bờ rồi, và vừa mới có một lời nhắc nhở từ em trai, đó chính là coi chừng Delta tấn công sớm bây giờ. Thì ngay lập tức Hiếu Nguyễn cũng đã xây dựng ra một tháp pháo hai đồng để có thể chống lại các đơn vị tàu Delta rồi. Delta leo lên trên bờ. Có khả năng là combat gun mà Delta đem ơi. Nó vẫn luôn là một trong những bài đánh rất khó chịu của liên đoàn. Sắp đến rồi. Đụng độ. Chúng ta có một tháp pháo hai nòng như thế này thì khoảng 4 đến 5 đơn vị tàu Delta thì không thành vấn đề. Phía dưới này thì lực lượng của em trai cũng đang phải đối kháng lại với hai đơn vị tàu Delta từ các lực lượng quân xanh nước biển anh em. Coi như là em rồi. Ngay sau khi chúng ta nâng cấp được nhà chính lên level 3 thành công, thì chúng ta tiếp tục nâng cấp một tòa nhà sản xuất hải quân lên level 2 để có thêm được những đơn vị tàu Alligator thật nhanh thôi nào. Delta đã di chuyển xuống phía dưới nước rồi. Chúng ta đã có được Alligator đối kháng trực tiếp đâu. Mọi thứ đang ở trong tầm kiểm soát anh em. Có sự xuất hiện của Viking rồi. Tuy nhiên thì Viking cũng đã buộc phải đi bán phế liệu với một đơn vị tàu Alligator của em trai. Tiếp tục là va vào dầu.
Viking có khả năng bắn ra hai quả thủy lôi và đồng thời là có đến tổng 3 tháp pháo, nhiều hơn so với Alligator. Chúng ta cần phải có số đông, chứ nếu mà cứ solo như thế này là không thể nào lại với lại Viking đâu anh em. Thủy lôi từ Viking vẫn là những cơn ác mộng đối với những đơn vị hải quân của chúng ta. Chống lại không chỉ là Alligator mà còn cả các đơn vị tàu ngầm Barracuda. Cho nên đa số lực lượng của kháng chiến chúng ta rất ít khi chơi tàu ngầm trong những ván đấu giữa kháng chiến và liên đoàn như thế này nha anh em. Hiếu Nguyện cũng đã bắt đầu nâng cấp nhà chính ở level 4 rồi. Và chúng ta cùng với lực lượng đồng minh sẽ cần phải cố gắng rất nhiều. Và Hiếu Nguyện sẽ cố gắng triển khai những quả tên lửa hạt nhân. Với một cái bản đồ như thế này thì chơi không quân và hạt nhân để có thể lấy được toàn bộ thế trận, trinh sát được ở khắp mọi nơi và tấn công ở bất kỳ một ngóc ngách nào của bản đồ là khá hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chú ý ở trên biển nữa nha, vì dù sao thì họ vẫn có các đơn vị tàu 2 và cả tàu 3. Poseidon vẫn có khả năng bắn phá vào phía bên trong căn cứ lực lượng của chúng ta với những quả tên lửa tầm xa. Viking đông lắm đấy anh em ơi. Hiếu Nguyễn vừa mở chính xác ở vị trí điểm B, điểm D. Và chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những thùng tăng nguyên lớn rồi. Tiếp tục lại là mượn những thời gian quá tĩnh lặng rồi. Em trai cũng đang bắt đầu đặt thêm những quả thủy lôi. Lực lượng Viking từ các lực lượng của sân đất biển cũng đã tràn ra phía bên ngoài. Vai vào nhau. Đến rồi. Phong thủ đi em ơi. Ngay lúc này thì Seraphine của đối phương cũng đã đi móc nhà của chúng ta và có nguy cơ chúng ta sẽ mất đi một sân bay. Alligator đã đối kháng trực tiếp với Viking rồi và phía bên này cũng là như vậy anh em ơi. Vai vào nhau rồi. Lực lượng của sân Đức Lam có rất đông các đơn vị tàu Viking mà không biết chúng ta có trụ nổi ở vị trí này hay không. Nhưng cánh phía bên này lực lượng của quân xanh nước biển đã trụ không nổi với lực lượng của em trai lực lượng quân vàng. Còn Hiếu Nguyễn thì đã mất đi một sân bay nữa rồi. Seraphine vẫn là một cái gì đó rất khó chịu với chúng ta. Alligator của Hiếu Nguyễn cũng đang có nguy cơ là sắp hết đến nơi rồi. Chìm hết rồi. Em trai cũng đang có mắt tổng lực ở phía bên căn cứ lực lượng quân xanh nước biển ngay lúc này với các đơn vị tàu Alligator. Nhưng ở phía bên trong căn cứ của họ vẫn còn có hai tháp chống hạm nha. Không ổn rồi em ơi. Seraphine thì đang làm mưa làm gió ở chỗ này. Chúng ta cần phải có thêm những tháp phòng không ngay lúc này thôi nào. Quá khó chịu rồi đây. Anh em hãy chú ý trong những ván đấu như thế này, đề phòng Seraphine móc nhà. Nó là một cái gì đó rất cần thiết. Đôi khi chúng ta cứ việc triển khai cái đơn vị tàu Alligator, bởi vì chúng ta vẫn chủ quan rằng Alligator có khả năng phòng không rất tốt, tuy nhiên lại để sơ hở những vị trí mà Seraphine có thể móc được nhà của chúng ta. Và với việc mất đi sân bay, một tòa nhà sản xuất năng lượng đang là một tổn thất rất là nghiêm trọng của Hiếu Nguyễn Gosavik TV. Ngay sau khi chúng ta có được những tháp phòng không thì họ cũng đã hạ Seraphine xuống rồi. Và chúng ta phải làm gì đây? Phải trông chờ vào điều gì đây anh em ơi? Phía trên này thì em trai cũng đã có thể chiếm được tài nguyên, nhưng ở góc 9 giờ thì tài nguyên đã không thuộc về phía lực lượng của chúng ta rồi. Sắp mất luôn một tòa nhà sản xuất không quân. Hơi bị cay rồi đây. Không lẽ là phải cứ để như vậy thôi sao? Viking của đối phương vẫn còn rất đông ở phía bên ngoài. Mất luôn cả nhà sản xuất máy bay ở level 2. Quá ư là tốn kém luôn rồi. Bây giờ thì còn trông cậy vào tháp pháo 2 đồng nữa mà thôi anh em ơi, và các đơn vị lính bộ bên này. Họ tì rồi. Có lẽ là họ đã quyết định là bỏ luôn Seraphine ở đây, vì nó không còn quá quan trọng với họ nữa rồi chăng. Em trai sẽ cần phải di chuyển đến vị trí điểm C.
Bởi vì rất có thể sân lam sẽ có combat tổng lực và các lực của chúng ta ngay và luôn anh em. Tầm bắn của tháp pháo hai đồng đã không thể bắn tới được rồi. Sân lam là một người rất biết chơi. Xong rồi. Tiếp tục là một pha combat tổng lực tiếp theo. Alligator của em ra đây combat tổng lực với lực lượng của sân nước lam. Đánh lưu đao. Hiếu Quyền cùng dân cả đội hình với các đơn vị tàu Alligator ngay lúc này. Và có lẽ là sân lam đã không kịp trở tay. Alligator có khả năng di chuyển một cách mượt mà hơn. Viking thì cần phải quay đầu thì mới có thể bắn phá được cái đơn vị tàu Alligator mạnh mẽ hơn. Thì những quả thủy lôi chỉ được bắn ở phía trước mũi tàu mà thôi. Và bây giờ thì xanh nước lam cũng đã quyết tâm là căn cứ của chúng ta rồi. Bắn phá vào căn cứ lực lượng của Hiếu Nguyện Gonsavik TV. Có vẻ ổn không? Ổn rồi anh em ơi, ổn rồi. Mất đi một tòa nhà sản xuất hải quân nhưng không sao cả, mọi thứ vẫn còn ở trong tầm kiểm soát nha. Ngon cơm rồi. Sân lam vẫn còn có rất nhiều các đơn vị hải quân ở phía bên ngoài. Nhưng chỉ với số ít như vậy là không đủ với các đơn vị tàu Alligator của chúng ta và cả của đồng minh. Có lẽ chúng ta sẽ dùng tổng lực để đánh luôn vào vị trí điểm ép anh em. Tình hình của chúng ta đã khá là yên tĩnh rồi. Khá là ok. Thiếu Quỷ cũng đã xây dựng ra khá nhiều cái tháp phòng thủ chống ta tăng. Để có thể chống lại thêm một lần nữa những phương án móc nhà bằng Seraphine của đối phương. Và đồng thời là cả những tháp phòng không để chống lại Seraphine bay qua. Cũng như là các đơn vị không quân của đối phương rồi anh em. Chứ biết làm thế nào bây giờ đây. Có ba tổng lực ở trên biển ở các cứng lượng của sân nước lam. Chơi thôi. Có lẽ là sân lam đã không kịp trở tay rồi. Nhưng ở phía bên dưới này thì sân nước biển cũng đang có ba tổng lực ở các cứng lượng của em trai. Sẽ là như thế nào đây? Chúng ta vẫn cứ tạm tấn công luôn thôi. Còn ở nhà thì từ từ. Đã anh em ơi. Họ quá rồi. Nhưng vẫn phải cố gắng thôi. Sun Lam coi như đã xong rồi. Nhưng căn cứ của em trai sẽ là như thế nào đây? Hiếu Nguyễn và cả em trai cũng đã có được các đơn vị phòng không quân ngay lúc này với các đơn vị diều hầu. Có thể phòng vệ được căn cứ hay không? Sàn nước lam thì coi như là đã xác định rung rồi, mất đường biển rồi. Chúng ta có không quân đủ sức để có thể đối kháng lại với các đơn vị tàu Viking từ các lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Tuy nhiên thì căn cứ của em trai cũng đã mất đi rất nhiều các tòa nhà công sự và đồng thời là các tháp chống hạm cái lúc này. Không quân đang cố gắng phát huy tác dụng của nó để có thể chống lại các đơn vị tàu Viking với các lực lượng của liên đoàn. Hiếu Quyền cũng đang bắt đầu tăng cường triển khai thêm các đơn vị không quân rồi. Bắt buộc phải là như vậy anh em. Tàu của chúng ta cũng đã kéo xuống căn cứ lực lượng của em trai. Xanh nước lam chắc chắn là phải dời nhà vào phía bên trong rồi. Hiếu Nguyện đã bắt đầu triển khai nâng cấp trung tâm chỉ huy lên level 5 và đối phương đã đầu có được các đơn vị VTEC ở trên không rồi. Khó khăn rồi nha. Trong khi mình đang muốn triển khai những quả tên lửa hạt nhân thì đối phương đã móc chúng ta bằng các đơn vị VTEC và đồng thời là cả hai đơn vị Hero Seraphim. Nhiều hầu cần phải cố gắng rất nhiều ở vị trí này.
vừa chống lại Seraphine và đồng thời chống lại các đơn vị vệ tách của đối phương. Seraphine vẫn là một cái gì đó rất khó chịu anh em ơi. Có lẽ là trung tâm chỉ huy của em trai sẽ buộc phải đi bán phế liệu rồi. Bây giờ thì chỉ có Không Quân thì mới có thể đủ sức để chống lại Seraphine mà thôi. Chờ một tí em ơi. Xanh đất biển cũng đã chớp lấy thời cơ và tấn công chúng ta bằng cái đơn vị tàu Viking rồi. Phải làm thế nào đây? Seraphine đang có di chuyển ở phía bên ngoài. Chỉ đấu cơ của Hiếu Nguyệt cũng đã bay ở trên không. Chơi thôi nào. Cố gắng cứu lấy căn cứ của em trai ngay. Rất khó chịu với những đơn vị Hero Level 2 của đối phương. Và Viking cũng đã tàn phá được hầu hết những tòa nhà công sự ở trên biển của căn cứ lực lượng của em trai mất rồi. Chúng ta vẫn còn có nhiều hầu đủ sức để có thể đối kháng lại với ba đơn vị tàu Viking bằng các lực của quân xanh đất biển anh em. Chơi nào. Hy vọng rằng em trai sẽ có đủ thời gian để khôi phục lại căn cứ nha. Nhà chính của Hiếu Nguyễn đã lên lực level 5. Máy bay lại hết xăng rồi. Hai đơn vị tàu Viking máu và giáp là khá trâu. Ok rồi anh em. Chúng ta sẽ cần phải trinh sát ở phía bên trong căn cứ lượng của đối phương. Bởi vì ngoài Không Quân thì cũng có thể họ sẽ triển khai được những quả bom không gian nha. Tiếp tục lại là vệ tách đến từ trên không. Xanh Lam đã buộc phải dời nhà vào phía bờ trong. Và em trai cũng đã rút khoảng 5 đơn vị tàu Alligator quay trở về căn cứ. Vừa hỗ trợ phòng thủ ở trên đường biển và đồng thời là cả ở đường không. Hiếu Nguyễn sẽ cần trinh sát ở vị trí điểm A. Máy bay đây rồi. Có gì ở bên trong hay không? Rất nhiều cái tháp chống hạm nha. Sân bay và những tòa nhà sản xuất máy bay. Hai sân bay rồi. Sân Lam đang ở đâu? Tiếp tục triển khai Hero. Và rất có thể đã dời nhà phía bên trong này rồi. Tấn công và giải xuất Hero ngay. Bạn nào? Như vậy là họ lại có Seraphine. Chúng ta cần phải dứt điểm Xanh Lam ngay. Vệ tách cũng đang ở trên không kìa. Phá nhà xuất Hero. Ok rồi. Tuy nhiên vẫn có liên tiếp là những tiếng not has. Alligator của em ấy cần phải cố gắng bắn phá vào những tòa nhà công sở từ các lực lượng của xanh Đức Lam. Thì Nguyễn sẽ triển khai tăng cường thêm những tháp phòng không để ngay sau đó chúng ta sẽ cắm ra một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân nha. Và sẽ răng đe vào các lực lượng của xanh Đức biển anh em. Tiếp tục là Seraphine đi móc nha. Chúng ta chỉ còn có 3 đơn vị Không Quân thôi. Không đủ rồi. Seraphine vẫn luôn là một cái gì đó rất khó chịu. Mặc dù đây giờ đã là phút thứ 20. Xanh đất biển vẫn có khá nhiều cái đơn vị hải quân đây. Cố lên nào. Rất nhiều tổn thất rồi. Có vẻ như là xanh nước biển đang muốn kéo qua để cứu lấy đồng minh anh em ơi. Họ đang cố gắng chiếm lấy tàu quyền và tiếp tục lại là về tết đến từ trên không.
tiếp tục bắn phá vào những tòa nhà sản xuất hải quân của MK rồi. Chúng ta sẽ không cho họ có cơ hội để chiếm lấy tài nguyên ngay lúc này. Và Hiếu Quỳ cũng đã bắt đầu triển khai một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân luôn rồi. Ngay sau khi chúng ta triển khai khá nhiều các tháp phòng không ở phía bên trong căn cứ và cả phía bên ngoài, thì có lẽ là tên lửa hạt nhân là hợp lý rồi. Tuy nhiên thì với việc có đến tận 2 sân bay như thế này thì đối phương vẫn còn có thể triển khai được các đơn vị VTEC. Cho nên việc phòng ngừa chống lại các đơn vị không quân của đối phương là rất cần thiết. Sân Đức Lam đã dời dài vào phía bờ trong. Viking đang quản chiếm lấy vị trí này rồi anh em ơi, và họ đã quản cứu lấy đồng minh. Lùi tàu ngay. Có vẻ như chúng ta sẽ không thể chiếm được thông tàu nguyên lớn nữa rồi. Hiếu Nguyễn đã có được 4 tháp chống hạm, và những đơn vị như hồ và đang được tiếp tục triển khai và cắm thêm 1 tháp chống hạm thứ đẳng. Nhà sản xuất tên lửa hạt nhân sắp xong rồi. Tiếp tục trinh sát nào. Lại là Seraphim. Chỉ với 500 tài nguyên, có được một đơn vị Hero 2 như vậy là rất mạnh mẽ và uy lực khủng khiếp ba đèn. Sao nó bị đã bao tấn công bắt chúng ta với các đơn vị tàu Viking rồi, nhưng chúng ta có đến tầng 5 tháp chống hạm cơ mà. Không sao cả đâu. Seraphim đã đi bán phế liệu. Đó là một đường đi sai lầm từ các năng lượng của Sao Đức Biển anh em. Họ chưa chính xác trước mà đã combat chúng ta ở vị trí trên biển rồi. Đó là sai lầm. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa, 1 phút 20 giây nữa sẽ có một quả tên lửa hạt nhân. Em trai cũng đã tăng cường triển khai khá nhiều các đơn vị tàu Alligator. Phút thứ 24 rồi. Chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi. Đối phương đang cố gắng tăng cường triển khai những tòa nhà sản xuất máy bay. Sân làm có gì đây? Lại tiếp tục rời rồi. Viking đã kéo lên phía trên này, đồng độ với Alligator của chúng ta, 3 đấu 3. Rõ ràng là 3 đấu 3 thì Alligator không có cửa với Viking rồi anh em. Còn cái nịt rồi. Hiếu Quỳ đã sẵn sàng với một quả tên lửa hạt nhân ngay ở vị trí này. Và chúng ta sẽ bắn phá ở nhà sản xuất máy bay, sân bay và rất nhiều các tòa nhà năng lượng cũng như là nhà sản xuất Hero. Một vị trí khá là hợp lý anh em. 3, 2, 1, nổ. Có hợp lý hay không? Tuy nhiên thì nhà sản xuất Hero vẫn còn đứng đây. Rất trâu. Và em trai cũng sẽ tổng tấn công tổng lực vào phía bên trong các cứ lực của đối phương với các đơn vị tàu Alligator. Chơi đâu. Sẽ là chính xác chúng ta được rồi. Họ đã phát hiện ra chúng ta có một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân. Chúng ta triển khai luôn quả thứ hai. Phòng phòng còn vẫn còn. Và máy bay chiến đấu vẫn còn anh em. Nhưng máy bay của Sun Lam vẫn là rất trâu và rất khỏe nha. Hết sức chú ý và thận trọng nào. Em trai đang cố gắng bắn phá vào những tòa nhà tháp chống hạm, đồng thời là những tòa nhà sản xuất hải quân ở level 2 cái lượng của Sun Đức Biển anh em. Có vẻ là vẫn không đủ lực rồi. Chúng ta đã có thể nói là quá xem nhẹ đối phương ở vị trí này. Tháp chống hạm của họ vẫn còn rất trâu. Và bây giờ thì Alligator cũng như là Dragonfly đang cố gắng bắn phá vào một tòa nhà sản xuất hải quân ở level 2. Coi như thành công rồi. Nên rút lui em ơi, sân bay kia.
chúng ta có kịp để có thể có được thêm một quả tên lửa hạt nhân thứ hai nữa hay không? Về tách của đối phương. Về tách rất trâu anh em ơi, phòng không đã bắn phá liên tục rồi. Hiếu Nguyệt cũng đang cố gắng bắn phá để có thể phá được tâm về tách này của đối phương, nhưng có vẻ là vẫn không đủ lực nam. Chúng ta đã đổ mất một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân và một quả tên lửa hạt nhân ở phía bờ trong, rất đáng tiếc. Sơn Lan là một người chơi khá là biết chơi rồi anh em. Họ lại máy bay rất tốt. Và chúng ta thì lại chủ quan. Đúng là hiếu báo, vẫn luôn là hiếu báo anh em ơi. Phút thứ 28 rồi. Để mất một quả tên lửa hạt nhân, rất đáng tiếc, và chúng ta tiếp tục tăng cường thêm những tòa nhà phòng không. Xây cho đủ luôn 10 tòa nhà sản xuất phòng không anh em ơi. Đối phương là tiếp tục trinh sát được chúng ta rồi. Chúng ta đã xây gần như là đủ 10 tòa nhà phòng không. Có lẽ là đủ sức để có thể chống lại khoảng 4 đến 8 đơn vị VTEC của đối phương. Tuy nhiên để có thể giữ cho tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân này có khả năng trụ vững trong suốt khoảng thời gian sản xuất tên lửa hạt nhân thì cũng hên xui lắm anh em. Vì VTEC có tốc độ bay là rất nhanh và lực đam là rất tốt nha. Tiếp tục lại là Viking kìa. Họ đã trinh sát được tàu quý mất rồi. Lại là VTEC nữa kìa. Cố gắng lên. Tiếp tục tăng cường triển khai sản xuất tên lửa hạt nhân thôi anh em. Đang khoảng hơn 2 phút. Khi mà sử dụng item xong thì nó còn khoảng 1 phút 20 giây. Như vậy là ok rồi. Có kịp hay không mới là một vấn đề rất khó khi mà đối phương đang triển khai rất nhiều các đơn vị không quân rồi. Nên tấn công vào xanh lam hay là xanh nước biển đây? Về tách kia. Phòng không rất dày. Nhưng nhà số tên lửa hạt nhân thì không hủy được anh em ơi. Chúng ta vẫn còn một tí máu và Hiếu Nguyện vẫn đang cố gắng triển khai quả tên lửa hạt nhân tiếp theo. Mười mấy giây nữa thôi. Quyết tâm là không sửa nhà luôn rồi. Quyết tâm luôn. Và còn cái nịt luôn anh em ơi. Đó chính là lý do tại sao mà Hiếu Nguyện vẫn luôn được gọi là báo kinh. Để mất luôn hai quả tên lửa hạt nhân trong một ván đấu như thế này. Và chúng ta lại tiếp tục kéo dài trận đấu lên thêm rồi. Có lẽ ngay lúc này thì anh em sẽ nói rằng có khi lại thua ngược lâu hay không. Và chúng ta lại ăn một quả bóng không gian. Đấy. Nó là phải ở đẳng cấp như vậy đấy anh em. Để mất đi hai quả tên lửa hạt nhân cùng với hai tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân. Và ngay sau đó lại ăn thêm một quả bóng không gian. Điều này đã khiến trận đấu trở về thế cân bằng hơn. Trình độ báo như vậy là đã đủ chưa anh em? Báo nó phải ở tầm đấy thì nó mới xứng đáng và xứng tầm. Như vậy là xanh đất biển bán rồi. Trận đấu được lại được trở về với thế cân bằng ngay lúc này.
Mỗi bên vừa mới cho nhau một quả siêu vũ khí hủy diệt rồi kìa. Chúng ta trinh sát vào phía bên trong xem sao. Xem nhà sản xuất bom không gian nó ở đâu. Nó ở đây rồi. Bây giờ thì hiệu quỷ lại tiếp tục triển khai những đơn vị không quân. Vì họ vẫn còn có những tòa nhà sản xuất bom không gian như thế này thì trước sau chúng ta cũng sẽ ăn thêm một quả nữa thôi. Chiến đấu cơ về tách từ cả đất lũ sang đất lành thì lại bay ở trên không rồi. Tổn thất rất nhiều. Em trai cũng đang cố gắng triển khai một quả tên lửa hạt nhân. Để xem như thế nào đã nha. Tháp chống hạm, tháp phòng không liên tục được triển khai và chống lại các đơn vị Vtech đến từ trên không. Chúng ta mất đi sân bay, mất đi chiến đấu cơ, mất đi đến tầng 3 tòa nhà sản xuất máy bay ở level 2. Và mất đi hai tòa nhà xuất tên lửa hạt nhân cùng với hai quả tên lửa hạt nhân đã được triển khai. Một tổn thất rất lớn. Đối phương thì lại có thể trên triển khai lại được những tòa quả bom không gian khác rồi. Em trai còn khoảng 10 giây nữa thôi. Nhanh đi em ơi. Nếu không thì anh em chúng ta lại báo đều với nhau nữa mà coi. Bằng rồi. Mình nghĩ là nên bắn vào sân bay. Nhưng em ấy lại bắn thẳng vào tòa nhà sản xuất bom không gian. Coi như là cũng hợp lý anh em. Nổ rồi. Coi như là ok. Em ra là tiếp tục combat tổng lực với Alligator. Chúng ta biết rằng khi họ triển khai những quả bom không gian sẽ cần phải tốn kém rất nhiều tài nguyên. Cho nên có lẽ là căn cứ của họ sẽ không được phòng thủ chặt chẽ với những đơn vị tàu Viking. Tuy nhiên thì trái lại với suy nghĩ đó thì họ đã triển khai được rất nhiều những tháp chống hạm rồi. Và Vtec cũng đã vừa mới bắn phá và trinh sát được cả lực lượng của em trai rồi. Chắc chắn là Vtec sẽ bắn phá vào tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân của em trai. Đi bán phế liệu luôn ngay ở trong một nốt nhạc rồi anh em. Đó chính là đẳng cấp của những thành viên báo kinh. Đối phương triển khai rất nhiều cái tháp chống hạm mà chúng ta gần như là không thể xuyên qua được vào hàng phòng thủ của họ rồi. Bây giờ thì trông cậy vào các đơn vị không quân nữa mà thôi. Là thế nào đây? Phục thử 36 rồi. Tiếp tục lại là Seraphine à. Đi bộ luôn rồi. Vẫn luôn là Seraphine. Rất cay. Abachop đếm luôn vào Seraphine xem sao. Nó đứng yên chúng ta đếm đây. Ném nhanh lên. Không ăn thua. Phải có nhiều hâu thì mới đủ đam anh em ơi. Seraphine bây giờ thì cứ bắn nhà thôi. Dễ thế là cùng thôi mà. Cứ có Seraphine thì mọi thứ sẽ là xong. Nhiều hâu bay lên. Rất trâu. Tiếp tục lại là Vtech rồi. Vtech kia. Mất sân bay luôn rồi.
Seraphine thì rất mạnh mẽ và đang liên tục bắn phá hình những tòa nhà công sở của chúng ta anh em. Em trai còn khoảng 100 giây nữa thì mới triển khai được một quả tên lửa hạt nhân tiếp theo. Bị chính xác rồi. Sao lại biết chơi đấy em ơi. Chắc chắn lại mất thêm tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân này nữa rồi. Tổn thất hơi bị nhiều rồi anh em. Vertex đang đến kìa. Đi luôn ngay trong một nốt nhạc anh em. Máy bay của họ cũng đã thoát được rồi. Chúng ta tiếp tục triển khai những đơn vị diều hâu ngày lúc này. Xem thử tình hình sẽ là như thế nào đây. Lại là máy bay trinh sát rồi. Phục thử 40. Lại có thêm một tòa nhà sản xuất bom không gian này. Nằm ở rất gần với đường biển như thế này, chúng ta hoàn toàn có đủ sức để có thể triển khai được các đơn vị tàu Alligator đến đây và bắn phá nó thôi. Nhưng vẫn coi chừng xanh nước biển, vẫn còn có thêm những tòa nhà sản xuất bom không gian khác nữa nha. Xem nào. Chính xác nào. Vertex đang bay. Tiếp tục là một tòa nhà sản xuất bom không gian tiếp theo. Hai quả ở hai đầu. Căng chưa? Kèo này căng rồi, toang rồi anh em ơi. Lại là Vertex kìa. Báo nó ở cái tầm rồi. Ván này coi chừng là thua ngược nha. Mày có thua ngược hay không anh em hãy cùng xem. Những quả đạn pháo từ những tháp chống hạm được bắn lên trên không chống lại Vertex cùng với những quả tên lửa phòng không. Và bây giờ thì Alligator sẽ cần phải triển khai đến đây và cố gắng bắn phá vào một tòa nhà sản xuất bom không gian từ cánh lực lượng của xanh nước lam, và không quân của chúng ta sẽ có nhiệm vụ để bắn phá ở đây một tòa nhà sản xuất bom không gian khác từ cánh lực lượng của xanh nước biển. Anh em chờ nào, hai đầu tấn công. Bom không gian đã được triển khai, có lẽ là sắp xong rồi. Bắn được rồi, có thể nói là họ chuẩn bị bắn thì đúng hơn anh em ơi. Chúng ta cần phải bắn ngay. Chúng ta có khoảng 9 đơn vị diêu hầu. 9 đến 10 đơn vị diêu hầu như thế này có lẽ là đủ đạn rồi. Bay vòng và móc thôi. Đánh đi. Đang được triển khai kìa. Lúc nãy là xanh lam đã kịp thời bắn, nhưng mà họ không kịp đủ thời gian để bắn rồi. Xanh nước biển cũng đã sắp có. Bắn nhanh lên một tí nữa thôi. Sắp xong rồi, bắn rồi kìa. Nhanh lên. Kịp rồi. Đối phương đã còn cái nịt đến nơi. Hai quả bom không gian cùng với hai tòa nhà sản xuất bom không gian đã bị bắn phá hoàn toàn. Họ đang chuẩn bị bắn chúng ta đấy. Chúng ta quá may mắn trong vòng lần này. Ồ rồi. Chỉ cần chúng ta chế thêm khoảng 10 đến 15 giây nữa thôi thì có lẽ chúng ta đã trở thành
Những người chơi thật sự là rất báo rồi. Nhưng may mắn là vẫn còn kịp gỡ anh em ơi, Seraphine kia. Vẫn còn kịp để có thể chống lại những quả bom không gian của đối phương. Và chiến thắng là của chúng ta đến nơi rồi. Xanh nước biển đã gãy và chắc chắn là xanh lam cũng sẽ không trụ được nữa đâu. Seraphine đi móc và chúng ta vẫn còn có nhiều hầu. Xong rồi. Chiến thắng là chắc chắn rồi anh em. Tiếp tục là một quả bom không gian nữa kìa. Xanh lam vẫn đang cố gắng với những quả bom không gian. Vẫn chưa thể kết thúc được anh em. Còn Solaris đi bóc nhà rồi. Nó đi móc vào căn cứ lực lượng của em trai. Đảm rất tốt. Vì họ đánh vào Solaris ngay. Vẫn còn có một quả bóng không gian ở đây. Ấn tay. Giáp và máu của Solaris là rất trâu. Di chuyển sang căn cứ của chúng ta luôn rồi. Thế Nguyễn cũng đã triển khai thêm một tàu dàn sản xuất tên lửa hạt nhân tiếp theo. Khi mà có Solaris như thế này, chúng ta chỉ cần có không quân, mà phải đông không quân thì mới đủ lực đam. Xanh nước biển cũng đã nát tươm rồi. Và xanh lam thì vẫn còn có một tòa nhà sản xuất bom không gian. Bắn phá ngay thôi nào. Win rồi. Bom không gian đã được triển khai. Chuẩn bị bắn rồi. Nổ luôn rồi anh em. Vẫn không kịp bắn. Và chiến thắng là của chúng ta. Xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều nha. Và thấy hay thì hãy nhớ cho Hiếu Nguyễn thêm những lượt like. Và đừng quên kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081. Và mình là Hiếu Nguyễn của Sabic TV và rất hân hạnh được phục vụ anh em. Win rồi. Anh em hãy nói lên cảm nghĩ của mình về trận đấu này. Báo như vậy đã đủ tầm chưa anh em? Và hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Victory.